Ô, bán rác luôn. Rác ở đâu là người ta không cho vào mà người ta toàn vứt ở đường công viên. Đúng rồi, mà công viên của chúng ta thì vô cùng là đẹp luôn đúng không em? Đừng chai lọ cho vào đấy để các bác lau phòng bán nhẹ mà. Ừ đấy, công nhận mọi người uống xong vứt hết bao nhiêu là rác luôn. Chúng mình phải bảo vệ môi trường chứ đúng không em? Còn kia quá kìa, Su nhặt đi. Ôi bán rác, rác luôn. Thùng rác ở đây là người ta không cho vào mà người ta toàn vứt tận đường. Đúng rồi, mà công viên của chúng ta thì vô cùng là đẹp luôn đúng không em? Đây đây đây, có một cái ở đây. Đây hai cái này nhặt. Rồi chị nhặt cái đây. Này đấy, uống xong rồi vẫn còn nước này. Mà không vứt một thùng rác mà ngay kia có thùng rác đúng không? Vâng. Đây nha. Bây giờ chúng mình phải bảo vệ môi trường chứ đúng không? Đấy, đây đây Su ơi. Đây đây, đây, bánh này em này. Nguyên một cuộn dính ướt luôn, đúng không? Đây à. Đấy, bao nhiêu là rác rồi. Như thế kìa. Đấy, công viên của chúng ta sạch đẹp như thế này các bạn đúng không? Các lao công ngày nào cũng phải là rất là vất vả để dọn. Xong vẫn còn nước nữa. Đấy. Giờ thế nhỏ. Wow, chị em mình hôm nay được một thúng bóng luôn ạ. Xong rồi tí chị em mình sẽ phân rác ra thùng rác nhá. Em chưa nhỉ em nhỏ? Đây nữa chị ơi. Đấy, sau khi chị em mình nhận được thùng rất to nhá, đúng không? Đúng rồi, này. Wow, một túi luôn. Các em, trước khi chúng ta đi ra nơi công cộng ấy, chúng mình khi mà ăn uống xong chúng ta phải cho rác vào thùng rác nhá. Đừng vứt rác bừa bãi ra các em, nhìn công viên của chúng ta đẹp chưa? Công viên của chúng ta quá là đẹp luôn Su nhỏ. Hoa này, rồi nước này. Thôi bây giờ chị em chúng ta cùng nhắc làm sao nhé. Chị em mình sẽ vứt rác đi nhé. Và chúng ta phải để gọn ra bên nào là rác hóa học này, bên nào là rác sinh học đúng không? Mình đã hết trong ở đây nhá. Cái rác này chúng mình phải cho bên này này, Su nhặt rác cho vào trong bên kia đi em. Cái chai lọ cho vào đấy để các bác lau phòng bán nhé em ạ. Đây là túi giấy ướt này, rất là bẩn đúng không? Đấy. Rồi. Nó bẩn lắm em. Nhiều hôm nay chị em mình nhặt bao nhiêu? Rồi, thế là hết rồi. Còn giấy này chúng mình sẽ vứt bên này nhé. Cái túi này chúng ta sẽ mang về nhà để dùng tiếp. Như thế chứ không rất là lãng phí đúng không? Thôi bây giờ chị em mình về đi. Hôm nay chúng mình sẽ làm bao nhiêu là việc có ích rồi. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn xem và ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn.